Kim thì thằng Sơn thì nó không có đi, nó ngại, tại thằng Sơn nó chơi với bên cái group khác của anh Tý, còn vợ anh Tý thì đi làm về mệt quá nên anh Tý đi có một mình à, đi ra qua gặp mấy anh em bên gia đình Kim, hẹn nhau lâu quá không gặp, ra gặp đi ăn nên giờ anh Tý đang chạy xe đi có một mình, rồi chạy vừa quay để có gì rồi hồi nữa anh em gặp rồi quay mấy chiếc Lambo rồi cho vui ha. Mấy bữa trong kia có mấy người hỏi anh Tý là cái này gì, anh Tý mua Costco á, anh Tý biết nhiều gì á đó. Trời ơi, 9 giờ, 8 giờ, lúc nào cũng vậy hết á. Trời ơi, 8 giờ lật đật á hả, bỏ vợ tiệm chạy xuống đây cho vợ đi Uber về. Trời ơi. Anh Vinh xin chờ sau lưng nhé. Ghê không, mình đi vô đi. Lấy giờ đứa có làm, lấy reservation 8 giờ. Ủa, nhà hàng nào? Ở nhà này đây. Phải không? Quán bên kia kìa. Capital One bên kia nha. Capital Wheel cho mình quán em. Ồ. Capital One lỏng rồi tí. It's ok. Thôi, đâu xa đâu anh, lỡ đầu đây rồi. Vô đây đi, cancel tụi kia đó anh. Brother, kỳ quá, có quay phim nha. À. SVJ gì, tới không ai biết luôn, hiền khô. Oh man, không anh. Rồi không ham SVJ rồi, SVJ gì hiền khô à, đi xe tí nổ đùng 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 nghe đã hơn. Ồ, êm quá. Anh Đức ơi, tí không đổi SVJ đâu, đổi SV, à, đổi SV đâu, SV giờ vô nó đâu ra lửa đâu gì đâu. Xe brother hiền quá, leader hiền quá. Hẹn hẹn 8 giờ mà hả, Tyler phải để vợ đi Uber về chạy tới đây á. Ồ. Trời ơi,
quay phim nữa chứ. Đó đây. Anh Son đẹp trai nhưng vẫn single. Anh Duy đẹp trai vẫn single đấy, Úc Điền. Anh Vinh. Anh Vinh đây, đây Omen, đây Omen nè. Anh Đức này, anh Sam. Đó. Ờ, này thấy là quay rồi. Đó. Anh Đức mỗi lần quay phim cái anh Đức im hiền nó không nói vậy đó. Ờ. Rồi. Rượu. Yes. Anh xem rượu luôn chứ. Đây, SDJ của anh Vinh, Aventador của anh Sam. Chiếc này khỏi cần nói. Chiếc này của anh Đức. Xe này của Úc Điền thì chắc bà con cô bác biết hết rồi. Đây có mấy chiếc thôi. Xe hàng Son, Son thì nó không có lấy đi. Đó. Đèn tới đứng nữa sợ quá. Giờ bên này cái mấy cái vụ đang nhạy bén đó, mình gặp nó mình im nhưng cũng không dám nói gì, nói nó kêu kỳ thị nữa. Mỹ đồ ăn gì chút không. Này nói chung là mới vô là mở hàng thôi. chút thôi, món chính chưa ra. Oh, so you eat the bread with that? Yep. Trời ơi. Mấy Ron là đang nói chuyện. Ron là thấy quay phim, cái mấy Ron là im hết. Đang nói chuyện vui quá trời. Cái thấy quay phim nó im hết. Cái lồn cái tiền mặt đen vơ, cái thông minh quá. Duy vẫn còn single, vẫn còn đang kiếm ghẹ. À mà Son hả? Hai anh em chạy lăn bò mà vẫn đang kiếm ghẹ luôn, đau lòng quá. Phải kiếm ghẹ đẹp, supermodel mới chịu. Ai vậy? Thôi Vinh đang quay phim, đang nói chuyện Son, đang kiếm ghẹ, ghẹ đẹp mới chịu, ghẹ xấu chịu. Ông giới thiệu biết nhiêu ghẹ không chịu. Ai? Son nè. Son is so handsome already. Son, come on, I want to be like single like you, Son. That's a good time. No pressure, just relax. Đúng rồi. Just relaxing, are you sure? Mình... Don't tell me you love anh tí nha. Để cho cái gà nó thèm. Thèm ha. Sẽ dành nha. Sau khi đợi 2 tiếng được nhiêu đó. Dạ, em chơi. Rồi. Sau khi ăn chơi xong tại vì Gia Lai Thiêm ở Ohio đâu có được là ít, cũng ít chứ không có nhiều, tại Gia Lai Thiêm là trên toàn nước Mỹ và Ohio chắc cũng được 7-8 chiếc, 10 chiếc mà đây là 5 chiếc rồi, mấy anh em kia chắc đang bận đó nên cái phê phiêu của anh Tý lúc nào cũng đông vui hơn. Đi phải quay phim rồi nữa, mệt ghê.